Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Death to Cry khám phá. Thế giới hiện đại vận hành bởi trật tự đa cực, và từ đó sản sinh ra những mối quan hệ chằng chịt và rắc rối giữa các quốc gia, các tổ chức và các thực thể quyền lực. Thế giới này vốn dĩ không hề phẳng như cái cách mà các nhà truyền thông vẫn tuyên truyền. Sự thực là giữa các quốc gia luôn tồn tại những bức tường ngăn cách. Bức tường đó mang tên lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng, thời kỳ mà con người chiến đấu hết mình cho những lý tưởng cao và xa đã qua đi. Thế giới giờ đây đã trở nên đa phương hơn, và các quốc gia, các dân tộc tôn sùng lợi ích riêng biệt của mình hơn bất cứ thứ chủ nghĩa cao sang nào. Những học thuyết hiện đại hơn phục vụ cho xu hướng này đã ra đời, và dường như chúng được đánh dấu qua câu nói kinh điển của vị thủ tướng cáo già của nước Anh, Churchill, mà có lẽ là ai cũng biết: không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu. Vậy nên luôn có những thứ mà bạn nhìn thấy vậy, trông thấy vậy và tin như vậy, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Thế giới hiện đại luôn tồn tại những bức màn bí ẩn, che đậy những sợi dây liên kết chằng chịt, và những người ở đầu dây đôi khi chẳng rõ là bạn hay là thù. Khi người ta nhìn vào hai đầu sợi dây, đôi khi họ mỉm cười, nhưng không ai biết được rằng sau lưng họ đang giấu những lưỡi lê sắc lẹm. Xin mời bạn đến với video ngày hôm nay của Battlecry khám phá. Chúng ta sẽ cùng nhau vén bức màn bí ẩn về những mối quan hệ đó thông qua phân tích xung đột của các bên từ cuộc chiến Ukraine lần này, và để xem cái thế giới này nó vận hành như thế nào nhé. Quan điểm chủ đạo cho rằng trong nửa sau của thế kỷ 20 thì đối thủ lớn nhất của Mỹ là Liên Xô, nhưng sự thực thì không phải như vậy. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ, nhưng sự thực thì đối thủ lớn nhất của Mỹ là Cộng đồng châu Âu. Bạn không hề nghe nhầm đâu. Cộng đồng châu Âu, hay nói đúng hơn là khu vực Tây Âu, mới chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Sau đây sẽ lời giải thích tại sao. Xét về khía cạnh kinh tế, GDP của Cộng đồng châu Âu có thể sánh ngang với Hoa Kỳ, có năm còn cao hơn cả Hoa Kỳ. Trong khi tổng GDP của Liên Xô chỉ bằng 70% của Hoa Kỳ ở thời kỳ đỉnh cao. Với công nghệ, Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ là ngang hàng, ít nhất là trước cuộc cách mạng Internet. Khi xét về các ngành công nghiệp truyền thống như ô tô, máy móc, tàu thủy và hóa chất, thì Cộng đồng châu Âu mạnh hơn Hoa Kỳ. Ngược lại, Liên Xô thì gần như vô dụng, ngoại trừ nền công nghiệp nặng phát triển. Về phương diện văn hóa, Tây Âu là nơi khởi nguồn của văn minh nhân loại hiện đại và là đại diện chính thống của văn minh phương Tây, chiếm lĩnh điểm cao nhất của hệ tư tưởng. Ngược lại, về cội nguồn văn hóa và tư tưởng thì Hoa Kỳ, một quốc gia chỉ mới thành lập được vài trăm năm, khó có thể so sánh. Và đó cũng là lý do vì sao mà người Mỹ luôn hướng các sản phẩm truyền thông, điện ảnh, sách báo của mình tới thứ chủ nghĩa anh hùng siêu thực. Họ xây dựng nó thành một thứ làm cội nguồn tư tưởng cho dân chúng. Hoa Kỳ vốn dĩ là hợp chủng quốc, một tập hợp của đủ các sắc tộc, các thành phần người, các loại văn hóa. Chính vì vậy, cần phải có một thứ được tạo ra để làm gốc rễ cho người dân Mỹ bám vào. Và thế là chủ nghĩa anh hùng siêu thực ra đời. Chính nhờ chủ nghĩa đó, họ mới có thể gắn kết được các cộng đồng dân cư vốn xa rời nhau về văn hóa và tư tưởng lại, để cùng chiến đấu, cùng cống hiến và cùng đóng góp vì một nước Mỹ hợp nhất. Chính vì vậy, có thể nói rằng trên hầu khắp các lĩnh vực, Cộng đồng châu Âu vẫn luôn được xem là đối thủ xứng tầm của Hoa Kỳ hơn là Liên Xô. Ngay từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, thế giới lúc bấy giờ do Anh và Pháp thống trị, và Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc, do Anh và Pháp kiểm soát. Để phá thế độc quyền của Anh và Pháp, Mỹ đã hỗ trợ phát xít Đức. Mỹ đã cho Đức vay 32,6 tỷ mark, cứu nền kinh tế Đức đang trên đà phá sản. Trong những năm 1930, các công ty vũ khí của Mỹ đã chuyển giao một số lượng lớn công nghệ cho Đức Quốc xã dưới sự ủy quyền của chính phủ, bao gồm động cơ máy bay, xe tăng, ô tô, các loại dầu nhớt mới nhất, v.v. dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng của vũ khí Đức. Không chỉ vậy, Mỹ còn cung cấp cho Đức các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu chiến lược như dầu mỏ, kim loại màu, quặng sắt, thậm chí là cả những tờ rơi tuyên truyền về Đảng Quốc xã cũng do người Mỹ cung cấp. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Đức Quốc xã do Hitler lãnh đạo đã vươn lên nhanh chóng và bắt đầu quá trình bành trướng quân sự. Quân đội Đức đầu tiên thôn tính Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan và các nơi khác. Sau đó là đánh chiếm Pháp, tiến hành các cuộc không kích vào Anh và phong tỏa vùng biển của Anh bằng tàu ngầm, gây tổn thất lớn cho nền sản xuất công nghiệp của Anh. Ở đây đang xuất hiện một sự mâu thuẫn. Ở trên mình còn nói là đối thủ chính của Mỹ là châu Âu. Vậy tại sao Mỹ lại muốn Đức hùng mạnh? Câu trả lời, mục đích của việc Mỹ ủng hộ Đức là tấn công Anh và Pháp, chứ không phải giúp họ thống nhất châu Âu. Nghĩa là làm cho tất cả suy yếu. Nhìn thấy Anh và Pháp gần như đã bị quét sạch,
Hoa Kỳ đã nhảy vào cuộc chiến ở phe Anh và Pháp, cung cấp hỗ trợ cho Anh thông qua đạo luật cho thuê. Nhưng tiền đề là Vương quốc Anh phải từ bỏ các lợi ích ở ngoài nước của mình và cung cấp miễn phí công nghệ tiên tiến hiện đại cho Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ radar và máy tính. Nên nhớ khi này, Anh vẫn đang là cường quốc top đầu thế giới với lãnh thổ thuộc địa cực kỳ khủng khiếp và nền tảng khoa học công nghệ số 1 thế giới. Tiếp theo, những khoản viện trợ mà Hoa Kỳ dành cho Anh đã kèm theo những cái giá phải trả. Anh đã nợ Hoa Kỳ một khoản nợ khổng lồ sau chiến tranh. Sau khi chiến tranh Xô Đức bùng nổ, Hoa Kỳ lại hỗ trợ Liên Xô, cung cấp cho Liên Xô nhiều nguyên liệu thô, xe tải, xe tăng, máy bay, v.v. giúp Liên Xô có thể tồn tại trong giai đoạn khó khăn nhất những ngày đầu của cuộc chiến. Cuối cùng, với sự hợp tác của Anh, Mỹ và Liên Xô, Đức Quốc xã cũng đã bị đánh bại. Nhưng quan trọng nhất với Mỹ lúc đó là châu Âu đã tản lụi. Hoa Kỳ đã trở thành nước chiến thắng lớn nhất trong Thế chiến thứ hai với số lượng lớn nhân tài châu Âu đổ về Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả Einstein và hầu hết các nhà khoa học Đức đầu quân cho Hoa Kỳ. Trước Thế chiến lần thứ hai, Đức là trung tâm vật lý của thế giới và Pháp là trung tâm toán học của thế giới, còn Anh thì như tất cả đều biết là công xưởng lớn nhất của thế giới. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, cả trung tâm vật lý và toán học thế giới đều được chuyển giao cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng thay thế châu Âu để trở thành công xưởng và thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, và kể từ đó đã thống trị thế giới. Mặc dù vậy, thì giới tinh hoa của Mỹ cũng nhận ra rằng sự suy tàn của châu Âu vốn chỉ là tạm thời, vì suy cho cùng, châu Âu đã có sự tích lũy mạnh mẽ về cả công nghệ và tài năng. Để ngăn chặn châu Âu trỗi dậy trở lại và đe dọa sự độc quyền của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã nghĩ tới Liên Xô như một người trợ giúp. Có thể nói rằng, Liên Xô là con át chủ bài được Mỹ sử dụng để đối phó với Tây Âu. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đánh bại hoàn toàn Đức với sự trợ giúp của Liên Xô. Trong những ngày đầu của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô đã làm tan rã hệ thống thuộc địa toàn cầu của Anh và Pháp. Một ví dụ điển hình đó là Anh và Pháp từng muốn ngăn chặn Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez. Lúc đó Ai Cập muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện quyền lực và tầm ảnh hưởng của Anh và Pháp ở thế giới Ả Rập. Và điều này thì khiến Pháp điên lên, đòi dùng vũ lực. Và việc khôi phục quyền kiểm soát kênh đào Suez của Anh và Pháp đã bị Hoa Kỳ và Liên Xô tẩy chay. Ấn Độ, Úc, Châu Phi, Trung Đông và những nơi khác từng là thuộc địa của Anh và Pháp đã trở thành những nhà cung cấp nguyên liệu thô cho Hoa Kỳ dưới danh nghĩa toàn cầu hóa. Thế giới hiện đại không có chỗ cho những thuộc địa kiểu cũ. Người Mỹ nhận ra điều này và thay vì súng đạn, họ mang tới những hợp đồng kinh tế và sự lệ thuộc bằng thương mại tới những nơi được cho là thuộc địa cũ của Anh và Pháp. Kiểu cướp bóc thực dân ngày xưa đã lỗi thời và Mỹ đã thay thế Anh và Pháp một cách hoàn hảo. Hoa Kỳ sử dụng NATO như một cái cớ để trở thành hoàng đế của Tây Âu. Trong giai đoạn giữa và cuối của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thành công ràng buộc Tây Âu vào cỗ xe của mình bằng cách thiết lập mối đe dọa của Liên Xô và nhờ đó điều khiển cộng đồng châu Âu. Cụ thể như thế nào? Như đã nói ở trên, cộng đồng châu Âu không kém Hoa Kỳ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực khác, và họ có đủ tư cách để làm đối thủ của Hoa Kỳ hơn là Liên Xô. Thế nhưng, cộng đồng châu Âu có một khuyết điểm, đó là vấn đề về địa lý và quân sự. Xét về địa lý, Tây Âu bằng phẳng và rất khó để phòng thủ đoàn quân thiết giáp của Liên Xô nếu xuất phát từ Ba Lan và Đông Đức, và chỉ mất một tháng để họ quét sạch Tây Âu. Vì vậy, Tây Âu luôn lo lắng về sự xâm lược của Liên Xô. Một ngày xấu trời nào đó, đạo quân khổng lồ của Liên Xô sẽ đuổi tất cả xuống biển cho cá ăn, như cái cách mà họ quét sạch quân phát xít Đức hùng mạnh năm nào. Từ quan điểm quân sự, mặc dù cộng đồng châu Âu có GDP cao, nhưng sức mạnh quân sự của họ thì lại không ngang ngửa với Hoa Kỳ và Liên Xô. Nguyên nhân cơ bản là trong cộng đồng châu Âu, quốc gia duy nhất có thể đối đầu với Liên Xô là Đức. Quốc gia này có dân số 80 triệu người và thế mạnh công nghiệp cực kỳ phát triển. Tuy nhiên, Đức là nước bại trận trong Thế chiến thứ hai. Quân đội nước này thì cũng bị hạn chế phát triển. Họ không thể phát triển mạnh mẽ lực lượng không quân hiện đại, cũng như không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở Đức, có quân Mỹ đóng tại đó và theo dõi liên tục. Vì vậy, nước Đức tuy có nền kinh tế mạnh nhưng cũng không thể phát triển được một quân đội hùng mạnh. Vương quốc Anh và Pháp cũng có những thế mạnh nhất định trong cộng đồng châu Âu. Nhưng Vương quốc Anh cũng giống như Hoa Kỳ, họ cũng mong muốn sự hỗn loạn ở lục địa châu Âu. Còn Ý và Ba Lan gia nhập sau, sức chiến đấu của họ có thể bỏ qua. Do đó, cộng đồng châu Âu tương đối yếu về mặt quân sự. Nước Đức hùng mạnh thì bị hạn chế và về cơ bản thì cũng không thể dựa vào các nước như Pháp và Ý để chống lại Liên Xô. Vì vậy, chỉ cần Liên Xô còn tồn tại
thì cộng đồng châu Âu còn phải dựa vào Hoa Kỳ về vấn đề quốc phòng và an ninh. Họ sẽ xin làm đàn em của Hoa Kỳ và Mỹ sẽ đóng một số lượng lớn quân ở Tây Âu, trên danh nghĩa là để bảo vệ Tây Âu, nhưng thực chất là để thu phí bảo kê. Mỹ có thể tùy ý phạt hàng chục tỷ đô đối với các công ty Tây Âu, đồng thời có thể cho phép cộng đồng châu Âu chuyển giao công nghệ miễn phí, đồng thời áp đặt thuế quan đối với cộng đồng châu Âu khi thiếu tiền tệ tỷ giá hối đoái. Hai cái tên khác mà Mỹ cũng dùng cách này để đối xử là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể áp đặt thuế quan đối với Nhật Bản theo ý muốn, yêu cầu đồng yên phải tăng giá và yêu cầu Nhật Bản phải cung cấp công nghệ miễn phí. Nếu bạn nào đã từng xem video về cuộc chiến tranh bán dẫn mà mình từng làm thì sẽ hiểu các tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản từng bị đàn áp, có thể nói là xấu chơi từ người Mỹ một cách tức tưởi như thế nào. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Nhật Bản và Tây Âu đó Nhật Bản khuất phục trước Hoa Kỳ, vì Nhật Bản với tư cách là một nước bại trận tương đương với một thuộc địa kiểu mới về kinh tế của Hoa Kỳ, Tây Âu thì chịu thua Hoa Kỳ vì họ phụ thuộc Hoa Kỳ trong điều kiện về quốc phòng và an ninh. Vì vậy, sau Thế chiến thứ hai và trước khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu đã bị trói chặt vào Hoa Kỳ. Dù họ có nền kinh tế phát triển, nhưng cũng chỉ có thể đóng vai trò là một cỗ máy sản xuất của cải của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tình thế đã đảo ngược. Kế thừa của Liên Xô là Nga có sức mạnh quốc gia khá là yếu. Và cộng đồng châu Âu thời điểm này đã có đủ sức mạnh để đối đầu với Nga về mặt quân sự mà không cần Mỹ. Quan trọng hơn, sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu và Nga đã bị chia cắt bởi một số lượng lớn các quốc gia vùng đệm, bao gồm Ukraine, Ba Lan, Belarus và ba nước Bắc Âu. Và nhờ vậy, quân đội của châu Âu lúc này hoàn toàn có thể đối phó với một mối đe dọa từ Nga nếu cần. Họ sẽ có đủ thời gian để dàn quân và nghênh chiến. Vì vậy, từ những năm 1990, cộng đồng châu Âu đã phát triển ý tưởng tự lực tự cường mà không dựa vào Mỹ nữa. Chưa đầy một tháng sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu thông qua hiệp ước về Liên minh châu Âu và Liên minh châu Âu đã chính thức ra đời. Một tổng thống và một quốc hội tương đương đã ra đời. Quá trình hội nhập châu Âu được đẩy nhanh đáng kể. Từ năm 1995, Liên minh châu Âu đã bắt đầu mở rộng về phía đông, dần dần tiếp nhận thêm các nước Đông Âu, bao gồm Ba Lan và Litva. Quan trọng hơn, cơ quan tiền tệ châu Âu được thành lập năm 1994, Ngân hàng Trung ương châu Âu ra đời năm 1998 và đồng euro bắt đầu hoạt động vào năm 1999. Liên minh châu Âu bắt đầu thách thức Hoa Kỳ trên mặt trận tiền tệ và đây là một mối đe dọa kinh khủng hơn bất cứ thứ gì. Với quy mô kinh tế của Liên minh châu Âu, nếu không có những hạn chế thì đồng euro có thể thay thế đồng đô la của Mỹ để thu hoạch của cải của toàn cầu. Và nếu đồng đô la bị cạnh tranh và mất giá thì mức thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh. Để tấn công đồng euro, Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến tranh Kosovo, ném bom Nam Tư, một mặt để làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng euro, bởi một lẽ đơn giản, châu Âu có bất ổn, dòng tiền sẽ không chảy về đó. Sau đó, Hoa Kỳ tấn công Iraq và giết chết Saddam Hussein, người đang cố gắng phá bỏ hệ thống petrodollar và giải quyết việc xuất khẩu dầu mỏ bằng đồng euro, cắt đứt hoàn toàn khả năng của đồng euro dầu mỏ. Tuy nhiên, sau khi đồng euro ra đời, EU vẫn xé một miếng bánh lớn từ Hoa Kỳ và sự ra đời của đồng euro đã làm suy yếu đồng đô la đáng kể. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, EU là những người được hưởng lợi từ sự sụp đổ của Liên Xô, bởi vì khối này không những không còn phải chịu đựng sự đe dọa từ Liên Xô mà còn có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng là nước được hưởng lợi từ việc Liên Xô tan rã. Sau khi Liên Xô tan rã, sức ép đối với việc phòng thủ phía Bắc của Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều, không cần phải triển khai hàng triệu quân ở biên giới như những năm trước đây và có thể rảnh tay để phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Cuối năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã. Đầu năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã có chuyến công du phía Nam tới các nước Đông Nam Á và tuyên bố cải cách toàn diện cộng với mở cửa. Điều này đã tạo ra một làn sóng khởi nghiệp và là tiền đề cho sự phát triển kinh tế thần tốc của Trung Quốc trong khoảng 20 năm sau đó. Vào thế kỷ 21, với sự gia tăng nhanh chóng của đồng euro, vị thế của đồng đô la đã giảm mạnh. Tuy nhiên lúc này, Mỹ đã nghĩ ra cách để đối phó với EU, đó là tái lập mối đe dọa từ Nga và con đường cụ thể là mở rộng NATO về phía đông. Thông qua việc mở rộng NATO về phía đông thì Hoa Kỳ đã buộc Nga phải trở thành kẻ thù của Liên minh châu Âu. Sau khi Liên Xô tan rã, các nước Đông Âu bao gồm Ba Lan, Romania, Litva, Belarus và Ukraine đã từng trở thành vùng đệm tự nhiên giữa Nga và EU.
Với vùng đệm này, Nga và EU có thể cùng nhau hợp tác và phát triển. Và Nga có những thứ mà EU cần, đó là tài nguyên và khoáng sản. EU thì có vốn và công nghệ, đó là thứ mà Nga cần. Nếu châu Âu và Nga hợp tác, EU có thể trở thành một thị trường lớn nhất thế giới. Nhưng mà đương nhiên Hoa Kỳ không thể đứng nhìn châu Âu hợp tác với Nga. Họ đã nghĩ ra một cách, đó là nén không gian chiến lược của Nga lại. Vào những năm 1990, chính phủ Yeltsin của Nga đã từng ảo tưởng về phương Tây, tin rằng họ có thể hợp tác với phương Tây để đôi bên cùng có lợi. Do đó, họ đã từng cam kết với nhau là NATO không mở rộng về phía Đông. Tuy nhiên, Nga nhận thấy rằng sự nhượng bộ mù quáng của họ chỉ đổi lại là lợi ích của Hoa Kỳ. NATO do Hoa Kỳ cầm đầu thì bất chấp thỏa thuận vẫn tiến về phía Đông. Nước Nga dưới thời của Putin bắt đầu chống trả lại mạnh mẽ phương Tây. Ví dụ, năm 2008, Putin nhân Thế vận hội đã phát động cuộc chiến chống lại Georgia, phá vỡ kế hoạch can thiệp vào Cáp-Cát của Mỹ. Hơn nữa, sau khi ông Putin lên nắm quyền, Nga bắt đầu phát triển mạnh quân đội, đặc biệt là khả năng tấn công hạt nhân, chủ yếu là vũ khí hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhằm gây sức ép với phương Tây. Do đó, một quan hệ giữa Nga và EU cũng đã dần tan vỡ, và dư địa cho hợp tác Nga-EU cũng bị nén lại rất nhiều. Sau khi Obama nhậm chức, sự thực thì Nga và châu Âu vẫn đang tìm cách xích lại gần nhau hơn, và Obama đang cần tìm một thứ gì đó để giải quyết vấn đề này. Cốt lõi của việc này là sử dụng Ukraine như một miếng mồi ngon để dụ Nga và EU cắn câu. Và cuối cùng là chia cắt Ukraine để không còn vùng đệm chiến lược giữa châu Âu và Nga. Đối với toàn Liên Xô trước đây, khu vực có giá trị kinh tế cao nhất không đâu khác chính là Ukraine. Ukraine có vùng đất đai mỏ mỡ nhất trên trái đất và là một trong ba khu vực phân bố đất đen lớn nhất thế giới. Hai khu vực còn lại là Đông Bắc Trung Quốc và vùng sông Mississippi ở Hoa Kỳ. Mặc dù Ukraine chỉ chiếm 3% diện tích của Liên Xô, thế nhưng sản lượng ngũ cốc của nước này thì lại chiếm hơn 1/3 của Liên Xô, và trong một số trường hợp thậm chí là 40%. Liên Xô với Ukraine có thể nuôi sống tới 300 triệu người, thế nhưng Nga không có Ukraine thì chỉ có thể nuôi 150 triệu người. Ukraine cũng có một số đường bờ biển và cửa sông tốt nhất ở Liên Xô. Liên Xô có 4 vùng biển lớn: Bắc Băng Dương, biển Baltic, Bắc Thái Bình Dương và biển Đen, tương ứng với 4 hạm đội là hạm đội phương Bắc, hạm đội biển Baltic, hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội biển Đen. Liên Xô có đường bờ biển rất dài, nhưng hầu hết là các vùng biển đều ở vĩ độ cao và bị đóng băng quanh năm. Chỉ có biển Đen là có một hải cảng không đóng băng thực sự. Phần lớn đường bờ biển của Liên Xô ở khu vực biển Đen đều tập trung ở Ukraine. Đây có thể nói là khu vực duy nhất thích hợp cho sự phát triển của nền thương mại hiện đại của Liên Xô. Chính vì điều này, Liên Xô đặt cơ sở công nghiệp quan trọng nhất của mình ở Ukraine, trong đó có công nghiệp quân sự, đặc biệt là xưởng đóng tàu sân bay. Chỉ khi Liên Xô có Ukraine thì nước này mới được coi là có lối thoát ra biển Địa Trung Hải và có cơ hội hội nhập vào chuỗi công nghiệp và thương mại của toàn cầu. Và Ukraine thì cũng là một trong những cái nôi của nền văn minh Nga. Công quốc Kiev Rus ở Ukraine là quốc gia đầu tiên do người Nga thành lập. Chính vì vậy, ngoài yếu tố về lợi ích, việc mất đi Ukraine cũng không khác gì việc người Nga mất đi đất tổ của mình, mất đi long mạch theo cách gọi của phương Đông. Hãy nhìn cách mà người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo vất lên ngọn cờ đất thánh đầy màu sắc tôn giáo để chém giết nhau suốt hàng vài thế kỷ vì vùng đất Jerusalem. Thế nhưng, thảm họa đã tới với người Nga. Sự tan rã của Liên Xô gây thiệt hại lớn nhất cho Nga không phải là việc mất đi năm nước Trung Á và Caucasus, mà thực ra trong thời kỳ Nga còn hùng mạnh, việc kiểm soát Trung Á và Caucasus đã giúp kiểm soát Nam Á và Trung Đông, sau đó là thống trị toàn bộ lục địa Á Âu. Nhưng nếu như Nga ở trong thời kỳ suy tàn thì những khu vực này lại trở thành gánh nặng. Do tỷ lệ đói nghèo cao ở Trung Á và Caucasus, hàng năm Nga phải trả một lượng lớn các khoản thanh toán chuyển khoản thành tài chính, tương đương với việc các vùng này đã hút máu người Nga, và hầu hết cư dân trong những khu vực này là người Hồi Giáo, cộng với tỷ lệ sinh cao hơn nhiều so với người Nga. Như vậy, nếu Liên Xô không tan rã thì sớm muộn gì Liên Xô cũng trở thành một quốc gia Hồi Giáo. Vì vậy, người Nga sẵn sàng chủ động cắt đứt với năm nước Trung Á và vùng Caucasus, nhưng người Nga thì lại rất ngại Ukraine, Belarus và các nước Bắc Âu. Những nơi này vừa có giá trị về kinh tế mạnh, vừa có vị trí chiến lược cao. Vậy tại sao Nga không lấy lại những khu vực này sau khi Liên Xô tan rã? Lý do cơ bản giải thích việc này đó là việc các nước nhỏ ở Đông Âu
sẽ là vùng đệm an toàn cho cả Nga và EU. Trước khi Liên Xô tan rã, Anh và Mỹ đã hứa với Gorbachev và Yeltsin rằng NATO sẽ không bao giờ mở rộng về phía đông và sẽ để lại đủ không gian sống cho sự tồn tại chiến lược của Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga cũng chỉ kiểm soát Ukraine, Belarus bằng quyền lực mềm và ý tưởng dùng ba nước Bắc Âu như một cách để thể hiện sự thiện chí với phương Tây và mong muốn tái hòa nhập với gia đình phương Tây, rồi nhận được sự hỗ trợ về kinh tế từ Liên minh châu Âu. Kết thúc phần 1 của video, chúng ta đã hiểu qua được bối cảnh, vị thế và toan tính của các bên trong câu chuyện này. EU thì muốn thoát khỏi bàn tay của Mỹ, Nga thì cần tìm một thị trường và các đối tác kinh tế, và Mỹ đương nhiên rất ghét điều này. Ở phần 2, chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về vấn đề Ukraine và câu chuyện vùng đệm giữa các cường quốc.